Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Và cái hôm nay là cái video về thí nghiệm ở thứ sáu hôm qua là mình không có chuẩn bị, mình sẽ bỏ. Và hôm nay là cũng 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 là ngày thứ bảy mà mình định làm video tìm hiểu. Nhưng mà đạo lý của mình muốn làm một cái gì đó đặc biệt hơn là làm video tìm hiểu. Và cái này cũng khá là hơi thú vị đối với mình. Và ở video hôm nay mình sẽ làm là hướng dẫn cách làm bumerang. Như các bạn cũng biết rằng là bumerang là một dạng phi tiêu có khả năng có thể quay ngược đổi hướng. Ví nghĩa là khi các bạn phóng phóng chiều của bumerang, nó sẽ quay thành vòng tròn, nó giống như một dạng của vòi rồng. Nó thể di chuyển hoặc là di chuyển trước hoặc là đằng sau, đúng không? Nguyên tắc nó cũng gần giống như cái bumerang, chứ cái bạn quay vòng vòng bumerang nó sẽ ngược đổi hướng và có thể quay về về bạn. Nó giống như là các bạn nó có thể thu thu về với bạn mà không cần phải lụng đó. Trợ lý của mình hoàn toàn rất rành về cái chuyện này, nhưng mình thì không, nên mình sẽ nhờ vào trợ lý của mình làm. Và nhớ là các bạn nhớ like, share và subscribe, và nhớ ấn chuông để nhận được thêm nhiều video hơn. Rồi đó, dụng cụ hôm nay là một cái tờ giấy bìa cứng nè, à và một nửa đây, một nửa tờ giấy đã được cắt ra đây đó. Các bạn có thể lấy màu nào tùy thích theo sở thích của bạn. Rồi bây giờ trợ lý của mình sẽ bắt đầu làm đây. Đầu tiên là gấp nửa tờ giấy nó làm cho cái này phải thẳng, bằng phẳng lại. Đó, dỡ lại lại cắt một nửa của phần bên đây, gấp gấp và gấp vào cái đường thẳng mà đã được có được sau khi gấp được một nửa. Cũng giống như bước hồi nãy là các bạn phải làm phẳng cái đó lại. Rồi bên kia cũng vậy. Gấp đôi lại. Đúng cái chuyện gì tôi. Cái chuyện ấy. À. À, mình gấp. Rồi. Mình tiếp theo gấp. À, các bạn lấy cái này chưa ra khoảng trống, sau đó dùng cái này để lên để tạo ra một hình tam giác. Đó. Đó, gấp lại nữa, gấp lại phần nữa còn lại sẽ tạo được một cái góc. Nó bên kia cũng vậy, cũng gấp sao cho nó phần trên đầu này tạo ra một hình tam giác. Gấp lại nó dỡ ra. Đó, các bạn dùng ngón tay này để xuống đây, đó để xuống phần mà đã làm như hồi nãy. Đó, chỗ này tạo ra là một hình vuông đây, mình phải đè ra phần đỉnh như đây để nó gấp lại. Và để lại để nó này xuống đây, và gấp một nửa qua bên đây và một nửa kia nữa gấp lại.
cuối cùng là góc một nửa nữa. Cái kia bị chảy đau luôn rồi. Cô mang cưa vậy chưa? Cô mang cưa vậy không? Mang cưa đây làm chơi vậy hả? Đâu, cái chiếc kiếp nè, cái giày nè, kiếp. Đó, gấp lại. Cái giày nữa. Nữa cũng là gấp phần nữa đây, và sao cho tạo ra một hình tam giác, là có một góc. Một góc quay hoàn chỉnh đó, nó lại ta tam giác, sau đó góc nửa góc nữa là đó. Mày đã nói rất cái vòng để chưa hiểu đập mày chết luôn con. Em nước lại. Mày chơi giờ mấy mày uống nước ngọt không? Nãy uống nước ngọt anh kìa. Nãy có uống nước ngọt của cha không? Trong nhắc mẹ con. Rồi. Nó gấp lại như bên như cái bên kia. Rồi, để xuống lại. Nếu còn thực hiện bước này nữa thôi là bông răng chúng ta đã hoàn tất. Tôm cơ nè. Tôm mắc lé. Che mắc lôi. À, đó, bông răng chúng ta đã hoàn tất rồi. Cái tôm á. Đó. Tôm á. Mọi góc độ đều khá hoàn hảo. À, bây giờ mình sẽ thử kiểm tra xem cái này có thành công không. Mình sẽ bước ra ngoài. Đó, các bạn sẽ thử. Đó. Thôi cho mình nha. Mình sẽ đứng góc này. Đó. Cái này có thể là do gió. Nó làm sao không thể quay ngược lại được. Ủa cái này hơi khó. Rồi có bộ cũng được, thành công được một nữa đó. Bộ bộ chứ không thể nghe hơi luôn, bộ hơi khó. Cái gì? Đâu? Được rồi. Đây. Một lần nữa thôi. Đó, cũng được. Cũng thành công rồi. Cũng được rồi. Rồi, đây nè. Đây nè, cái này, bông lăng này cũng có thể đủ. Rồi, mấy phút rồi? 8 phút. Đi quá. Được. Tốc độ, em chỉ tốc độ ánh sáng mà có thể quay kịp được. Rồi. Ui. Ôi trời ơi, một tốc độ khá ánh. Tầng, tốc độ ánh sáng. Toàn bộ nếu mà chúng ta dán lại thì có lẽ cơ hội thành công sẽ cũng tầm được 90%. Đó, còn đây cái màu xanh đây tuy là mọi góc này hoàn hảo nhưng mà cho để một độ hở nên gió nó bị bay vô đây, nó làm cho cái độ quay ngược lại của nó càng giảm, cho nên những lần thử hồi nãy không thể quay lại được. Đó, cả một chùm đây bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ sửa hết. Sửa xem. Cái thứ nhất.
cũng khá thành công đấy chứ. Cái thứ hai, tắm được. Cái thứ ba, được. Cái thứ tư và cái cuối cùng, đồ nó quay ngược lại rồi, nó bị đổ hướng rồi. Vậy là cái thứ cùng, cái cuối cùng cũng là cái mà hồi nãy vừa đưa ra đây. Cái màu xanh lá cây chính là người chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay đó. Chúng ta phải dán lại để tránh cái lỗ hở này, nó không kết luồng gió, nó sẽ đẩy bom bê tông làm nó không thể đổ hướng được đó. Đó mới là lý do chúng ta phải làm sao cho cái này nó phải đổ hướng được đó. Vậy chúng ta cũng biết được một chút thông tin về gió rồi và cả bom bê tông. Mình thấy đây là một đồ chơi khá thú vị, mình sẽ thử làm xem chứ mình không còn nhờ vào trợ lý của mình rồi. Bây giờ đến đây là hết, tạm biệt các bạn.